công tắc cảm ứng 12V, 60W một màu. Cần kết hợp với nguồn đũa là loại nguồn có mức giá rẻ nhất, có mức độ ổn định thấp. Với công tắc cảm ứng này, chúng ta cần dùng đèn LED một màu 12V. Chúng ta sẽ kết nối công tắc cảm ứng với đèn LED và nguồn đũa, sau đó kết nối với ổ cắm điện. Chạm vào công tắc để thể thấy sự hoạt động của đèn. Điều chỉnh độ sáng của đèn bằng cách nhấn và giữ để giảm và lặp lại để tăng độ sáng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra độ nhạy qua gương. Tấm gương cần có phần trong để khi chạm công tắc sẽ mượt mà hơn. Đảm bảo lắp đúng vị trí được đánh dấu để có độ nhạy tốt nhất. Chúng tôi có bàn khung để quý khách lắp đặt đúng tiêu chuẩn nhất. Có thể thấy công tắc cảm ứng sử dụng rất mượt mà trên gương. Chúng ta sẽ thay nguồn đũa bằng nguồn chuyên dụng tiêu chuẩn về độ chống ẩm, độ ổn định của ánh sáng cao.